và tương lai sẽ trở thành những khách sạn 5 sao, những resort 5 sao và có cả casino để phục vụ cho khách du lịch. Dạ còn phía bên tay trái của chúng chị mình xa xa đó, dạ xa xa bên phía tay trái của mình đó, đó chính là khu vực mà đầm thủy triều. Ở đây là nuôi rất là nhiều những con sò huyết. Vậy là nếu mà kể ra như vậy thì ở Nha Trang mình có những đặc sản gì đây ạ? Thứ nhất là sò huyết thủy triều, nai khô là Yên Khánh, đó chính là khô nai, rồi yến xào Khánh Hòa, dạ. Và nem tinh thần nữa. Dạ, ở đây quý chú chị phải nói là thiên nhiên ưu đãi cho Nha Trang rất là tuyệt vời. Với một cái người ta gọi là phong cảnh, cái thế của Nha Trang người ta gọi là tứ thủy triều quy, tứ thú tụ. Nói về cái phong thủy, những cái địa hình núi non ở khu vực của thành phố Nha Trang. Dạ, và bên cạnh đó là cho Nha Trang những cái đặc sản rất là tuyệt vời. Bởi vì nếu nói về yến xào, đó là những cái tổ chim yến, thì có nhiều khu vực có yến, chứ không phải là có Nha Trang mới có yến thôi. Ở Kiên Giang cũng có yến, ở Cần Giờ cũng có. Dạ, rồi ở khu vực miền Trung cũng có. Nhưng mà tất cả những cái vùng miền đó thì cái chất lượng yến xào, cái dinh dưỡng á, nó lại không bằng yến ở Nha Trang. Dạ, nên người ta nói yến ở Nha Trang rất là bổ dưỡng. Và ở trong cái vịnh Nha Trang đó cô chú chị, mình có những vịnh Nha Trang với hơn là 20 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Và trong đó mình có hòn Tre là quy lịch Vinbrand của tập đoàn Vingroup và đầu tư xây dựng ở trên đó thành một cái khu là vui chơi trong nhà và ngoài trời lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Và hiện tại tập đoàn Vingroup đã đầu tư thành công là hai khu vực để Vinland, một là ở Nha Trang, hai là ở Phú Quốc, và bây giờ đang có dự án xây dựng ở tại khu vực của Bình Định, dạ, ở Quy Nhơn Bình Định. Vậy là trong tương lai là sẽ có ba cái Vinland là ở Nha Trang, Phú Quốc và ở Bình Định. Dạ, nếu như mà ngày hôm nay trời không mưa thì Hoàng Dung bảo đảm rằng cô chú chị của mình đi qua đây sẽ thấy được ánh nắng lấp lánh ở trên mặt biển, nhìn rất là đẹp ạ. Bởi vì ngày hôm nay hơi nhiều mây chút xíu nên nhà mình không thấy được cái cảnh hoàng hôn mặt trời lặn xuống. Dạ. Tại sao mà vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh được liệt kê vào một trong những vịnh đẹp của thế giới? Đi toilet đi rồi đi nha. Thank you.
tỉnh hết ạ. Dạ, vậy tối qua là cô chú anh chị mình có đi dạo chợ đêm chơi không ạ? Có. Hồi chú thấy là có gia đình gật đầu, có gia đình lắc đầu. Dạ, chắc là tại tối hôm qua cũng may là gia đình của mình tới khách sạn nhận phòng rồi trời mới mưa đúng không ạ? Dạ. À, nếu như mà tối ngày hôm qua chưa đi khám phá chợ đêm thì tối nay mình đi khám phá. Điểm đầu tiên chính là khu vực Hòn Chồng, là một trong những biểu tượng trước của Nha Trang. Dạ. Và địa điểm thứ hai chính là Hòn Lao Đảo Khỉ. Dạ. Hòn Chồng ở đây đó cô chú anh chị thì là những cái hòn đá tự nhiên xếp chồng lên nhau. Nếu như mà mình nhìn sơ nét qua đó thì mình có cảm nhận là những cái hòn đá này y như là được những cái nghệ nhân tạc tượng vậy đó ạ. Dạ. Nhưng những người được nghệ nhân mình mài dũa cho nó nhẵn bóng lên. Nhưng thật ra cô chú anh chị, đây là do hiện tượng tự nhiên và bút vỏ kiến tạo cái bề mặt biển tiến và biển lùi nên làm ra những cái hòn như thế này. Còn bây giờ xe mình hướng thẳng ra biển. Dạ. Sáng sớm gia đình mình có ai dậy đón Bình Minh không ạ? Đúng vậy, không có ai á. Đẹp không cô? Dạ. Thức dậy không ai á. Chú chị mình nhìn thấy bên tay phải mình có cái hòn, hai cái hòn xa xa không ạ? Dạ, hai cái hòn xa xa, đó là hòn nội và hòn ngoại. Dạ, hai cái hòn xa xa đó, đó chính là hai cái hòn mà được mệnh danh là đặc sản, đặc trưng của Nha Trang, đó là đảo Yến ở ngoài đó. Dạ. Có đảo hả? Dạ không, mình không có điều kiện để mình ra xa như vậy. Dạ. Ở đây tại khu vực đảo Yến của mình là cũng không có tổ chức tour tham quan luôn chị. Dạ, tại vì mình gìn giữ cho cái môi trường sinh thái ở đây. Dạ. Chỉ có người dân đi khai thác Yến thôi. Dạ, sáng nay thì biển của mình khá là lớn thưa quý vị. Dạ, biển khá là lớn. Mình sẽ đi dọc lại con đường Trần Phú ở đây để mình đi qua khu vực cầu gì? Đó mà mình đi ngang cầu gì ạ? Trầm chân làm cho ông nó té xuống, và trong khi mà ông nó
nhảy xuống thì ông ta lấy cái tay dựng vào cái hòn đá. Nên bây giờ tại khu vực hòn chồng của mình là có cái hòn đá, còn lại là 5 dấu tay, còn lại cái bàn tay của ông trên đó. Dạ, vẫn cần lại cái dấu vết ở trên đó. Nên chút xíu nữa nhà mình sẽ chinh phục cái khu vực hòn chồng ở đây. Dạ, để mình trong nó có nhà thờ cái chùa gì đó. Dạ. Dạ, bây giờ là không cần những nàng tiên tắm nữa, chỉ cần nước cô tiên cần ở đây thôi. Dạ, nhưng mà Hoàng Dung cũng xin chia sẻ với lại cả bạn của mình là cái đường đi của cả bạn, thì bởi vì đây là cái đường tự nhiên, rồi con người của mình là mình chỉnh chu lại chút xíu cho mình dễ tham quan, nhưng thật ra là mình cũng hơi chia lại chút xíu và mình phải đi qua cái bãi cát, rồi mình đi lên qua những cái hốc núi để mình lên cái khu vực mà hòn đá chồng. Thì ở trên đây là những cái hòn đá tự nhiên thôi cô chú chị nha, nên cái khu vực này mình chụp ra cái view biển rất là đẹp, nó nằm ngay bên bờ biển luôn. Hồi xưa chỉ có một hòn chồng thôi, nhưng khi mà khai thác du lịch thì ta đặt thêm cho nữa là hòn chồng, hòn vợ. Dạ, có hòn chồng là phải có hòn vợ. Dạ. Thì cả bạn của mình có hai cách, nếu mà cô chú chị nào cảm thấy rằng là cái đường nó hơi treo leo, nó hơi khó đi, nó trơn á, thì mình có thể là mình ngồi ở trên cái băng ghế để mình ngắm núi Cô Tiên và mình chụp hình ở khu vực gần. Còn nếu cô chú chị nào muốn khám phá thì đi cùng với Hoàng Dung để mình ra tận khu vực là sát bờ biển, mình lên khu vực của hòn chồng, nơi mà có cái ông, có cái bàn tay của cái ông khổng lồ. Và mình sẽ có hai cái vết, một cái vết thật là bự, và đó là vết tự nhiên, còn một cái vết nhỏ nhỏ mà cô chú chị mình thấy ở bên dưới đó, dạ thì cái đó là do con người của mình tạo nên để mình chụp hình thôi. Dạ thì lên đó Hoàng Dung sẽ chỉ cho cô chú chị mình thấy. Dạ. Còn cái view biển mà khu vực hòn chồng ở đây ấy, chụp lên rất là đẹp ạ. Của núi Cô Tiên á, thì cô chú chị mình phải tưởng tượng chút xíu ạ, phải tưởng tượng chút xíu thì mới nhìn ra được cái hình dáng nàng tiên đang nằm giữa trời và ngắm biển phơi nắng rất là đẹp. Dạ, ở nhà mình là có cô chú chị nào của mình là đi ngắm núi Cô Tiên, đi hòn chồng chưa ạ? Tại vì nếu mà cô chú chị mình đi vào những năm về trước thì bây giờ đi lại bảo đảm, Hoàng Dung bảo đảm là sẽ có những cái điều nó thay đổi và rất là lạ lẫm. Mình quẹo lên một cái này thôi là mình tới khu vực của hòn chồng rồi. Dạ, ở khu này người ta có làm cà phê luôn. Dạ, cà phê bán đồ ăn sáng không? Bà Trần nó nói mẹ thì đi về con cho bà Trần món lạnh lạnh. Dạ rồi, bây giờ là 7:45 cô chú chị mình nha. Thì Hoàng Dung xin hẹn nhà mình tham quan ở đây khoảng nửa tiếng thôi, tại khu này nó cũng nhỏ không có lớn. Thì 8:15 là đèn mình sẽ lên xe để mình khởi hành đi ra Hòn La Đảo Khỉ của chú chị mình nha. Chồng nó hay bây giờ cái ngọn núi
quá giống. Dạ bây giờ Lê Hoàng Dung chỉ cho nhà mình có thể nhìn rõ hơn. Đúng rồi, cái hướng mà bên phía tay phải của mình á sẽ là cái mái tóc, phía trên sẽ là cái mặt của Tiên. Cái ngọn núi nhô lên là cái phần ngực, rồi nhìn xuống là cái chân, xả xuống nằm dài xuống. Dạ, đó là bên tay phải của mình sẽ là mái tóc rồi thẳng lên, cái nhô nhô lên đầu tiên sẽ là cái khuôn mặt, rồi cái tay, cái ngực, rồi thẳng xuống là cái chân. Đó ngọn núi của Tiên. Dạ. Còn nếu mà cô chú chị nào mình chưa thấy rõ, mình có thể chụp hình lại thì mình giờ mình nhìn rõ hơn. Đó, cái ngọn núi mà giữa hai tòa nhà. Nhìn ra cho. Ba đứng đứng lặng nè. Đây nè. Đúng rồi. Chụp hình nè. Thêm cái bàn tay khổng lồ á là đi theo Hoàng Dung à. Đi. Lên em mới thấy được 360 độ. Có là bự lắm á, nếu mà có. Được rồi, được rồi. Chụp tự động.
Nè em đi ngõ này sao không đi? Đứng đây chụp được hết nha. Mình đi tạm biệt nước cô ti của chú chị mình nha. À, để mình sẽ di chuyển thẳng cái cung đường ven biển, sau đó mình sẽ gặp quốc lộ 1A để mình đi ra khu vực Hòn Lao Đảo Mỹ. Và các nhà mình là các cô chú chị nghĩ nào mình là nằm nè từ cái cẳng kéo dài tới bộ tóc lưng anh đấy. Dạ, chưa hình dung ra cô ti đúng không ạ? Dạ. Những cái con số
nhất chính là con thị chúa, và đặc biệt là cái đuôi hơi cong cong. Ở đây có một cách rất là dễ phân biệt, cô chú mình á đi vào trạm mua đậu phộng hay mua bánh á, để thả xuống đất thì những cái con khỉ khác sẽ bu lại để ăn, nhưng mà đặc biệt mình cho trúng thị chúa thì những con khỉ khác sẽ chạy đi không dám ăn, để dân thị chúa ăn thôi. Nếu cô chú chị nào mà can đảm thật sự mà muốn có những cái bộ ảnh đẹp